Hello, xin chào bạn. Hôm nay chủ nhật thì có mấy sản phẩm mình mua trong tuần vừa rồi, nhưng mà bận quá không quay được, và hôm nay mình quay luôn mấy sản phẩm và sẽ up lên cho bạn xem. Vẫn còn tất cả là 3 sản phẩm nữa. Thì sản phẩm này là cái sản phẩm kính chống lóa đôi HD version visual cho ô tô. Nói chung là bạn nào có ô tô thì nên sắm cái kính này để nó chống chói khá là tốt. Kính chống lóa đôi HD version, và số tiền là mình mua là 59.000. Đấy, 59.000 cũng khá là rẻ. Chúng bạn là ô tô nên sắm cái kính này để nó chống cái tia UV khá là hiệu quả. Mình đọc tham khảo trên mạng, chống chói nữa. Rồi, bọc giấy, đúng không? Bọc giấy không phải hộp, trong thì mới có hộp thôi. Các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình để link mua ở dưới mô tả video nhé. Nhìn hộp được vận chuyển bị móp méo hết rồi này. Sản phẩm này thì mình không áp cái mã giảm giá nào vì nó cũng khá là rẻ rồi. Đây, trong có một tờ hóa đơn mua hàng. Đây là mặt trước của cái hộp đấy. Đây, kính HD Vision Visual ngày và đêm. Đấy, nói chung là chống chói, chống nắng này, chống tia UV ngày và đêm. Đây, trước thì nó sáng rồi, sau khi dùng kính thì nó màu như này. Cái này đây là ban ngày, còn đây là buổi tối, trước và sau. Đấy, khá hiệu quả. Nói chung là chống, các bạn nhìn ở đây nó kiểu cái đèn, cái ánh đèn ô tô ấy, nó kiểu khi nhìn ánh đèn thì nó sẽ có mấy cái vệt sáng này, và sau khi dùng cái kính này thì nó sẽ không bị lóa nữa. Đây, còn đây là cái hình. Đây, chúng ta sẽ gắn kính vào cái chỗ này. Đó, ở trên này. Nhìn cái hộp khá là to đấy. Trong hộp thì nó cũng miêu tả chi tiết rồi, các bạn mua về có thể xem. Đằng sau là bằng tiếng Anh. Ok, trước tiếng Anh. Đây là mình sẽ, khá là to, mình cứ nghĩ nó nhỏ cơ. Đây rồi, đây, bọc chống sốc. Đây, sản phẩm chúng ta dài khoảng 1 gang tay 20 cm, khoảng hơn 30 cm. Đây là cái hướng dẫn để lắp kính. Đây, các hướng dẫn này, bạn mua thì có thể tham khảo sau, là bằng tiếng Anh thôi. Đây, chống chói ngày đây thì đây, và đêm thì đây. Ngày và đêm, ngày đây, đêm đây, nhầm, mình ngược. Đó, đây hướng dẫn sử dụng. Đây, kính được làm bằng nhựa cao cấp. Đây được gắn cái lớp siêu rồi. Nói chung là khi nào dùng thì bóc ra thôi. Bây giờ cũng chưa dùng, tí nữa mới bóc. Và gắn trên ô tô, cái này có 2 lớp kính chống lóa đôi mà. Tên sản phẩm là đôi là biết rồi, 2 lớp. Đó, cái này được xoay 360 độ mà. Đây, mình sẽ giới thiệu sơ qua cái này. Sản phẩm được làm hoàn toàn bằng nhựa, và nó sẽ chống chói mắt bởi những cái ánh sáng mặt trời ấy. Và khi bạn đang lưu thông trên đường ấy, nếu mà gặp những cái xe mà đi ngược chiều, nó rọi đèn pha ấy, thì rất khó nhìn đường, thì bạn nên sắm cái kính này. Khi đấy sẽ nhìn đường sẽ rõ hơn. Nó được làm bằng 2 lớp kính. Một lớp kính vàng, đây kính vàng đây là cho ban đêm, và một lớp kính màu xám là cho ban ngày. Đó, có thể là xoay 360 độ. Nó được làm bằng cái công nghệ clear, theo quảng cáo ấy, là công nghệ clear visual, lọc sáng thông minh, loại bỏ đến 80% tia có hại cho mắt, tăng độ nét cho tầm nhìn. Thì cái kính này có giá 59.000, cả ship là 10.000, thì có giá thật của nó là 49.000, thì đấy, khá là rẻ nên mua. Vâng, nói chung là tác dụng cho cả ngày và đêm, và nó làm bằng kính nhựa ABS. có thể xoay được 360 độ nên tháo lắp rất dễ dàng. Ok, như vậy là mình đã chia tay nhanh cái sản phẩm kính chống chói cho ô tô, rất là hữu ích và cần thiết. Các bạn cảm thấy video có ích hãy đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới. Ok, có thắc mắc gì comment dưới mình sẽ giải đáp.